Ê, chọn ngựa. Lên đây giúp chị với. Dám nói chú. Tân. Tân à. Đây đây. Đây. Này đây nè. Ơ, gì mà rồi. Chúng tân á. Ơ, cân sẵn nữa đây. Ê, tiểu kia chân nghĩ sao rồi nó. Ừ. Tại chị giao quả. Ừ. Đi cho tiểu nhé. Ừ. Nhưng anh Minh ở kia nhà mình được mày mày ấy. Mày mày nó kiểu cái gì? Mày rau. Đúng rồi, mày mày rau nhúng. Mày con sợi vẫn được đấy nhìn đấy. Chịu. Má mẹ. Lên kiểu ra. Đi lên chiều. Tình chi linh tình tình em coi sợ quá cỡ đó. Tình chi linh à, chị bị nắng không được chơi. Ê chị ơi, đôi em vui. Ê tuyển ơi, chè gì đỏ. Ờ. Tuyển ơi. Bù mè vái là... Đây. Em chờ chị rồi nhá. 6 cái cây á. 1 cái cây màu trắng. Đúng rồi. Chị nó nhảy. Sao được. Đúng thật là. Chị đi dẹp quê hầu đẹp rồi. Nè, có cái chè gì đỏ này. Em dán ạ. Mày phải lấy làm nha ấy. Làm nha đi, để chị đi chắc rồi. Ok. Thế thôi, để chị lấy cái quế. Làm bưởi mổ. Kêu. Bố đi hề à. Cậu hai đi hề. Chị ở nhà khác nha, bye bye. Này, chị đừng... Tuyển ơi! Mẹ đem về. Đố bí thơ sâu diễn. Yeah! Nhưng mà có thể ăn sâu... Sâu diễn! Chị ở nhà khác nha bè. Bún bắp! Chị em nở muộn già. Ê! Đấy à! Em nghe! Sâu diễn! What? Thơm quá. Này. Ai cho mẹ chị mang nhiêu hả? Đôi tí, chị nơ. Hôm nay chúng ta hãy ăn thử gì sâu riêng nhé mọi người. Sâu riêng chắc chị ngọc. Bạn nhớ dư uống nhiều hơn một nọ. Lẽ vì... Ờ hốc. Chị đấy, hình cái đèn này đi. Chè dưới đò. Chè dưới đò. Chị mở về nhà đâu em không cậy. Chị này... Ờ, cậy này nghe mùi sâu diễn thôi. Chứ hận nào nghe vì sâu diễn. Mùi sâu diễn thôi. Hải đi sâu diễn nên có người được. Có con đời bán. Chị ơi, bộ sỏ điên quấn của chị rồi. Làm lại bụng làm việc thì bụng sợ. Em chơi có là kiện nội mang rồi thôi. Em chịu.
Mang có mất điện này mà mang đi. Mất điện á. Mất điện chơi được cái gì? Kia chơi chơi vậy. Nè, ông lấy pin sao kia? Mất điện nữa. Bò bò đây. Cho em mãi một mẹ đi mua về mẹ hướng lại còn là gì mẹ đưa về và tới lúc mẹ cướp lên mẹ đang nạt cho té thua khỏi là nữa có thể về à mẹ thì mẹ thắng cái kia tí bộ ở nhà cái kia mẹ thắng được đâu được. Cho chú cháu vợ ơi. Ai chơi cái ngược? Cha nội biết chơi. Khi cố gắng chơi cái ngược nhá. Đã biết. Nó chơi cái ngược mua lên đi. Thôi em chơi đây rồi. Ngược cái gắng mua gương nữa. Khi nào biết chơi cái ngược thật mà. Em chửi cái ngược ngủ lắm. Thì em cứ việc đứng trong nhà thôi chửi ra được. Được chứ. Thôi cái này nó ổn được rồi. Lạc à. Rau nó ổn được. Cái gì? Cái gì? Ít men đồ mô đập đấy. Tao đập mày dữ đấy. Mày thấy không? Mày vô đập không? Cái cục gì ấy? À! Mày quên đi. Được rồi. À, chị đi chỗ cả chị làm gì? Chị đi xa nhà rồi. Cái nhà cũ. Chị là đi xa nhà rồi thế. Chị vô nhà mới rồi. Em biến nhà mô rồi đó. Em nâng nấp. À đây. Em coi áo chị. Thấy mau chưa? Mày có lạc đà, con ngựa thế à? À, thôi, đi trốn tự nhiên. Đi. Nhìn em hình. Đi theo em, nhìn một bên cạnh đi. Đâu? Đó, anh thì đến đấy. Vô đi. Chị đi chặt cái. Bye bye. Nhà đâu đây? À, đi lên ạ. À, cái cây gì này? Mấy chữ của nhà. Nhà này hơi khác khác nha. Đó không phải nhà em đâu. Thấy nhà này không được nha. Đó không phải nhà em. Ờ. Xuống đi. À thôi em vô trong nữa đi. Ở giữa là nhà chị. Được chị. Rồi tính là chị nổi xuống nhà em. Ok. Nhà có cái lỗ đấy. Cây này có vô được mơ. Nhưng mà biết. Ba cây. Ê, nó ơi, đừng nơi. Xuống đi. Nâng xuống. Xuống đấy, em làm nhà ở đấy đi. Chị làm nhà ở dưới này. Ừ. Được chưa? Ok. Cho em nổi lên. Nhưng em nào... Em làm nhà giúp chị ở nhà đây, chị đi chặt rồi. Nhưng em nào lấy lá được ra mà. Nên em bị rắn á. Thì đi. Không cần chế cái ngủ là được. Được lắm rồi. Em nào lấy lá được mới chơi chứ.
Không có lấy lá đâu, tí nữa chị đem về cho. Không lá là đủ hết. Không lấy được. Thử đi. Mà bị đang cấy chị mô cũng bị chị chặt hết vô luôn đó. Em nào lấy được những cái ní mô, em nào lấp được lại. Tí nữa chị về chị lấp cho. Em chỉ đi được thôi. À, mới được hai mấy khúc nữa thôi. Làm máu đi nha. Ừ. Để đi làm tiếp cho. Ui. Ơ, làm gì nào đi rồi. À, rồi đi. Nhà bị hỏng rồi mẹ, chả. Em đặt lại với. Mẹ em nha. Em đã biết để chị xuống giờ nữa nha. Nha chị rồi chị đặng lại đó. Ây, em đi sấy đi. Mà bị sòng chuông sẽ cho em mình đập nha nữa. Hả? Mà em cứ đập nha nữa. Không, em đang nửa nha mà. Khi nào á, em đập nha của chị. À. Đến nhà ra đi. Đập nhà ra. Đập để lên. Rồi bỏ lại nhá. Nhưng em nó bỏ được lại nữa. Bỏ lại, không bỏ lại đi. Để sỏi cắm dễ đi. Không chơi được á. Mày rửa mà không chơi được thì thôi đừng chơi nữa, để chị rủ chị Ngọc chơi. Em chỉ lấy được cái que thôi. Em nào lấy được mấy cái cục gô chứ cả. Đưa mà làm gì lên ngàn đấy. Đi chơi thắng này nó được nhé. Đi nắng nữa, khổ chơi lắm. Nó biết chơi tôi đứng nổi. Toàn bục phụt. Bye bye. Ơ. Chơi. Rồi đấy. Chó cắn thế. Ủa anh đang làm gì vậy? Anh nhớ gì vậy? Ủa anh đang đâu vậy? Chỗ đó đó là chỗ nào? Đi về nhà đây. Đi đó rồi. Rồi mà, rồi kia bắn cơ. Nè, tự nhiên chị đi rửa xuống cái chỗ anh cắm chị rửa xuống rồi nè. Đó nè, đỡ rồi nè. Không nghe. Không làm gì vậy? Thì đỡ em này nó đỡ rồi. Thôi mà em đỡ rồi đó.
để biết. Tao mà nhít cái đấy chấn á, tao chết dầm luôn. Nếu mà để á, mày nói tao dầm mày giữa, mày giờ để giờ đây này tao dầm chứ. Đừng dầm nhận. Anh nhủ mày đổ quán nghe ta. Đổ quán không gì. Đổ quán ăn luôn. Tao nói đúng rồi mà nói sai. Tao mày đùng để mí cái cậy. Mở mồm ra rồi khó chịu ý nói luôn một câu. Cái gì đó lắm á. Ừ, cúc. Hút anh em ở nhà chị. Mày đừng di chuyển nữa. Hình như bị đỡ. Không, mình chờ một mình được. Tại vì anh bị đỡ. Mày nợ bị đỡ. Quản giá chứ. Quản khả cái. Họ đi dọn lại rồi. Tại vì em đổ nó không thể mở được. Cái người tỏ lại, cái giọng này đổ luôn đi mà. Mí chấm mí. Vậy hả? Anh đẹp trai chứ không khùng mà. Vậy thôi bye bye anh nha. Bye bye anh nha. Ok, mà sẽ review qua bức tranh đẹp đẹp giá trị với ông. Giá trị thực sự nha bạn. Bức tranh kể gì?